Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi ra tìm dâu tây nha cả nhà. Tìm dâu tây trong mưa luôn cả nhà ơi. Mưa. Nói chung là mưa lùn phùn thôi chứ mưa không có bự. Bây giờ mình đi ra mình hái mấy quả dâu nha cả nhà. Hôm nay là hái dâu tây trong mưa luôn nha. Khay này mình đựng dâu tây nha cả nhà. Wow, trời. Đây mình mới bên đây là bên trong là vườn Nhung Hà này cả nhà. Nó tươi tốt ha, cải tím đó cả nhà, bắp cải tím đó, trời ơi, nay hả nó tốt quá chừng tốt luôn cả nhà ơi. Cải cây thì mình mới thu hoạch một mớ rồi, còn đang phát triển mé bên kia là dưa leo cả nhà ơi. Rồi mé đây thì bí đậu phộng, bí mì, rồi bí gì tùm lum ta lạ trong đây, rồi củ đậu nữa cả nhà ơi, rồi bông atiso nè, rồi hả, ui. Dâu tây chín rồi cả nhà ơi. Bữa hôm mà mình để mấy anh trong nó hơi thiếu ánh nắng, hôm nay mình cho nó ra mấy anh đây nè. Ồ, có quả dâu tây này chín cả nhà ơi. Hái quả này luôn nha. Úi chủ ơi, chín ơi là chín luôn. Để ăn thử cái vỏ này xem à. Nhiều hết nước miếng nuốt một cái đã. Ơi, mời cả nhà nha. Wow. Sao á, dâu tây treo mấy này á, tụi nó ngọt hơn dâu tây ngoài kia luôn rồi nha. Trời ơi, nó ngọt ngon quá. Nó như nó rặt lại đường vậy nha. Nhà nó thiếu ánh nắng mấy anh kia mà tự nhiên sao nó vẫn rất là ngọt luôn á. Giống dâu tây này ngon quá. Rồi mình sẽ gây thịt là nhiều á, dâu tây này ra cả nhà. Tên nó là Arbian cả nhà. Đây, trái này cả nhà ơi. Ồ, mình thấy nó chín quá chừng trín luôn. Bên kia có cái vỏ treo mấy anh kia đó ha. Là nó chín mà nó ngọt dữ lắm luôn. Không biết cái vỏ này như thế nào. Để mình thử xem ha. Wow, lủng lẳng bên đây đỏ nữa đó cả nhà. Ăn thêm trái thứ hai ở bên vỏ treo mé đây ha cả nhà ha. Mời cả nhà. Xong rồi đi ra mấy cái chỗ mé bên kia mình sẽ hái dâu cái đằng kia nhiều lắm cả nhà ơi. Còn hai cái vỏ treo á bữa giờ mình không ăn. Bây giờ mời cả nhà nha. Ô quá. Ngọt quá. Ngon quá, cắn ba cắn hết trái luôn. Nhà thấy mé bên kia chưa? Thấy đỏ đó. Nguyên một dãy đỏ luôn cả nhà ơi. Hôm nay đi thu dâu hoàng đế nha cả nhà. Trời ơi, có mấy trái xòe đẹp dữ lắm. Mình không thu là coi mấy con sóc nó vô nó lụm hết cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, mình quay dâu xòe dâu hoàng đế cho cả nhà xem nè, đỏ. Xòe như cánh quạt luôn. Đẹp chưa cả nhà ơi? Trái dâu nè, đó bên đây nè. Đó. Chín đều hết trơn luôn ha. Wow, ôi đẹp không cả nhà. Hái trái dâu này luôn. Ôi. Bên đây này chín đỏ hết rồi đó cả nhà. Đó. Trời mưa nè. Trời ơi nó nhanh chín ghê luôn á nhà ơi. Chưa rủ. Bên đây còn trái dâu hoàng đế nữa nè cả nhà. Xè nè. Quả bên đây cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, đây. Đẹp chưa nha. Wow, bên đây nè, ui cái trái này cũng rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đó, hái luôn nha. Wow, xè đẹp quá. Có cái này là y như hoàng đế nè. Xè nè, đó. Hôm nay dâu đỏ hết trơn luôn cả nhà ơi. Chín ơi là chín luôn á. Mấy anh đây có ba trái chín mình hái luôn nha. Hôm nay mình đi thu hoạch cái mớ này hết đặng mình bón phân vô đây cả nhà ơi. Phân rau củ đó cả nhà. Quá chừng mấy anh đây nữa nè. Ôi ôi. Gom hết hôm nay là có trái nào hươm hươm chín chín là mình gom hết trơn luôn rồi nha. Trái gì đâu mà thấy hàm quá chừng luôn á. Đây nữa nè, chín hết trơn rồi đó. Quá chín đỏ hết luôn rồi. Bên đây nữa nè. Wow, cái này mà nắng lên á ha là cái trái nó tội nghiệp lắm. Nó đang mưa mà nắng lên mà mình không thu hoạch đó ha là cái trái á nó teo lại nhìn tội ơi là tội luôn rồi nha. Đó. Trái bên đây nè. Đẹp chưa? Đó. Wow. Mấy anh đây nữa nè. Ôi ôi, quá chừng luôn. Đó. Đây nữa nè cả nhà. Ba em, bốn em luôn. Wow. Trái đẹp quá. Rớt rồi. Đâu rồi? Đây. Ôi ôi.
những trái dâu mũm mĩm đẹp quá cả nhà ơi. Đó đó, cho chị vô đây đi, đó đặng cho nó dễ. Trái này hư mất rồi. Bên đây nè, chỗ trái này cũng xòe đẹp chứ cả nhà ơi. Wow, wow, công nhận dâu cái chỗ này xòe xòe giống cánh quạt đẹp ghê luôn á. Ăn thì nó hơi chín thì mới nó ngon. Wow, để con quả dâu xòe nữa nè cả nhà. Đó, đó đó đó, rồi bị mấy em gì ăn đi nè. Đó, nó cũng xòe quá chừng luôn. Nó xòe đẹp quá, dễ thương chứ cả nhà ơi. Đó. Bên đây nữa nè. Ui dồi, quá chừng quá đất luôn. Hôm nay chắc thu hết cái mớ này ha. Đó, nhiều quá cả nhà ơi. Ai ăn phụ dâu tây Nhung Hà không? Quả mới đây mà nhiêu đây rồi đó cả nhà. Qua công nhận là năm nay là Nhung Hà bội thu dâu tây nha. Nhiều lắm. Hai trái đây nữa nè. Wow, chín đỏ hết trơn luôn. Wow. Đây nữa nè. Wow. Đây nữa nè. Đó. Chín hai ba trái luôn. Đó. À, ông xã có bạn tới chơi nên là hai ảnh đăng nói chuyện mấy anh kia. Ở bên đây nữa nè. Đó. Chín quá chừng luôn rồi nhà ơi. Hôm nay mình lụm hết mấy cái trái hồng hồng luôn, đặng mình bón phân vô. Ê, cái này chín rồi này, hái luôn đi. Trái này hồng cũng hái luôn ha. Quá chừng. Wow, hôm nay đi hái dâu tây đã quá chừng đã luôn rồi nhà ơi. Đến đây nữa nè. Đó, wow. 3-4 trái. Nhưng mà hơi nhỏ chút, không sao, có dâu ăn là được rồi nha. Trái này xòe đẹp quá à. Ôi, còng cái lưng một hồi đau, đau lưng quá. Khung cái lưng. Đây nữa nè. Đó, wow. Một trái gì đâu mà hả? Thấy ham luôn cả nhà ơi. Năm nay là hái mà dâu tây gọi là hái đã tay á. Là từ trước tới giờ hái dâu tây mà chưa bao giờ mình hái được nhiều dâu tây như năm nay. Năm nay mình hái là mình nói chung là cảm giác giống như là mình đang ở trong farm vậy luôn á nha. Như vậy luôn á. Trái như vậy đó. Tự nhiên được mùa vậy chứ mình cũng đâu có bón phấn gì đâu rồi nhà ơi. À, năm ngoái là mình chỉ trộn phân bò một bọc vô đây vậy thôi à. Một thùng nửa bịch phân bò. Rồi mình trộn rồi mình trồng lúc mùa xuân á, mùa đông á nha. Rồi tự nhiên cái nó ra quá chừng bông rồi nó đậu trái vậy thôi chứ mình cũng đâu đã bón gì đâu, chưa có bón phân gì luôn á. Trái vậy đó. Bên đây có con trái đỏ thiệt là đỏ nữa nè. Đó, wow, cái chậu này quá chừng nhiều quá. Bên đây nữa nè, nó nhiều chứ cả nhà. Bên đây nữa nè, hai ba trái mấy đây nữa nè. Đó, mấy ngày nay mưa mấy con chim á cả nhà nó không có ăn được á. Nên trời mưa cái cánh nó ướt á, nó khó bay á sao á, nó không đi phá của Nhung Hà. Chứ mùa hè à, mùa nóng á, nắng lên mà phát là ôi ôi mấy cái trái này hườm hườm là nó tẻm rồi chứ dễ gì à nha. Quá chừng luôn, nhiều quá. Đi vô làm xin tối cho anh trai mới được, nó mề dâu tây lắm. Rồi 4 thùng được nhiêu đây cả nhà. Rồi bây giờ qua cái thùng bự nè. Ôi ôi, thùng bự hôm nay quá chừng trời chín, quá chín quá trời luôn. Ôi đây 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 cả nhà xem nè. Trái dâu chín rồi. Bữa hôm chị chồng lên mấy trái này nó không có chín mà nay nó chín quá chừng luôn nè. Ôi phải chị chồng có đây ha, mình hái mấy trái này chị chồng ăn. Ôi, chị chồng ơi, chị lên không đúng lúc chị hết trơn á, trái gì đâu mà bự cái ham vậy mà chị không có ở đây. Đem cái rổ qua đây nhà ơi. Đó, wow, nhiều chưa nhà. Bên đây có trái nè. Ui ui, trái bự bự không cả nhà ơi. Ôi ôi, hai trái ở đây nè. Ui ui, ú nu nâng nè. Có trái ở đây, hồi nãy mình gỡ cái bọc á, nó nằm trong cái bọc luôn. Đó, bỏ vô. Ôi ôi, đúng là trái khủng long với lại trái bình thường. Ở nhà thấy nó bự hẳn hơn không? Đó, bự ơi bự luôn ha. Bên đây có trái bự nữa nè. Đó, hai em này luôn nè. Đó, ôi ôi,
đá gì đâu cả nhà ơi, đây này, đó thêm 3-4 trái mấy đây nữa này. Ồ, có ai hái dâu ham quá trời, mình ham hái dâu á, trời mưa mà mình vẫn còn ở đây luôn rồi nha, mình ham hái dâu á, mình sợ mình sợ ít bữa nữa nó đang non vậy đó, nắng lên cái trái dâu nó úng rồi nha, nên là tranh thủ đây hai trái này này hái luôn. Ui, trái gì đâu mà ham quá. Bự quá trời luôn. Đây nè. Đó. Wow. Đây nè. Đó. Qua trái nhỏ rồi, qua trái bự nó ham gì đâu nhà ơi. Nguyên cả chung cái này. Wow, rũ rượi luôn. Ham chưa nhà ơi. Đó. Những trái dâu nè. Lủng lẳng toàn ten quá chừng nhiều luôn. Bên đây nữa nè. Đỏ rực luôn, đỏ rực nguyên một rừng dâu luôn cả nhà ơi. Cái này là gọi là rừng dâu luôn rồi. Trúng mùa nhà. Ôi cái trái này bự vậy mà thối uổng chưa. Ôi ơi, bởi vậy không hái là nó thối rồi nhà ơi. Ôi bên đây ba trái nè. Ba trái này ngon quá. Vô rổ. Wow, nhiều quá. Bên đây có trái nè. Chùm này chắc chưa. Có trái này đỏ mình hái luôn. Trái này ngon này. Uổng quá, uổng trái dâu nãy quá. Mình nói không hái mình cũng hái luôn. Ngứa tay quá. Có một trái bự siêu to nữa này, hái cái trái này luôn. Nó. Trái này chắc cũng muốn hư hay gì luôn quá cả nhà ơi. Đó thúi rồi đó. Hái luôn thôi, nó lây qua trái khác. Còn hai trái mấy ở đây chắc mình hái luôn. Mình sợ nó. Đó. Có trái bên đây hồng hồng. Hái mấy trái này luôn. Hái luôn trái này. Đó. Nguyên cọng dài luôn rồi nhà ơi. Đó. Tuyển lại thêm một lượt nữa. Cái mai nó thúi giống như trái kia uổng. Đó thấy chưa. Trái hồng nó thúi rồi đó. Hồng hồng hái em luôn đi. Để mai nó thúi hết trơn uổng gì đâu. Em này không biết hái không ha. Thôi để em lại đi. Đây trái này hái luôn. Quá trời ơi, quá chừng dâu luôn. Hái em trong đây luôn. Hồi nãy thấy mấy trái nó tự nhiên hồng hồng mà nó thúi. Tiếc quá nên là bây giờ hồng hồng mình hái luôn đi. Có ăn dâu tây không? Nhung Hà tặng nguyên cái rổ này luôn. Quá chừng dâu tây rồi đây cả nhà ơi. Cái hàng dài mấy anh đây nè. Thì bây giờ nó vẫn chưa có chín cả nhà ơi. Có mấy trái này hùm hùm á. Mình hái mấy trái này luôn đi. Đó. Hái mấy chỉ luôn. Đó. Vô rổ luôn. Quá chừng dâu tây rồi cả nhà ơi. Có ăn phụ Nhung Hà không? Ôi trái này hồng hồng. Hùm hùm hái luôn nè. Trong đây có một trái hồng hồng, hái luôn. Hái chị này luôn. Ô, sẵn có cái rổ đây bỏ vô luôn. Hơm hơm trái này hái. Ôi ôi sợ nhất á. Ngày mai đang ngon vậy tự nhiên ngày mai á nó thối luôn gì đâu, uổng. Cái trái này thối rồi đó nha. Héo rồi. Cây này thối luôn. Trái này thối luôn. Trái này cũng thối luôn. Ngộ chưa. Thôi, trái này nó cũng thối luôn. Trời mưa nó dễ bị thối lắm rồi nha. Ông bên đây hái luôn nè. Trái này bị úng rồi. Ngồi hai em, ba em vô rung. Đợt này là chắc mấy ngày sau nữa mình mới hái lại dâu tây ở nhà. Mình hái hết trơn rồi đâu. Bắt đầu ra lứa mới. Bữa hôm chỗ này nó
đỏ rực hết ha cả nhà ha. Bây giờ hết rồi đó. Còn có lèo tẹo mấy trái à. Đây, wow, đồ, cái trái này vẫn còn trái này đỏ này nha. Chưa. Ôi cả nhà xem nè, Nhung Hà hôm nay là hái đầy ắp dâu tây luôn, quả chừng dâu tây luôn. Đây nguyên. Có ăn dâu tây không? Nhung Hà tặng nguyên một rổ này luôn. Quả xả dâu tây rồi cả nhà ơi. À, hồi nãy mình ăn hai trái dâu tây á, treo à nha, mình thấy nó rất là ngọt luôn. Còn không biết là cái chậu mai dưới kia có cái trái này là chín nhất nè cả nhà. Để mình mời cả nhà ăn thử cái trái này ha. Mời cả nhà. Trái này siêu mọng nước mà rất là ngọt luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Trái chín ngon ghê nhở. Trái nào chín nè không? Trái này cũng chậu ok nè. Chưa. Mấy trái nào ngon. Ồ, có trái này cũng ok nè cả nhà ơi. Mời cả nhà. Trái này giòn giòn. Giòn giòn chua chua ngọt ngọt. Mấy ngày nữa mình mới hái dâu tây rồi nha. Tại vì mấy ngày mình hái liên tiếp á, dâu tây là giờ là hết chín rồi. 3-4 ngày nữa mình mới hái dâu tây lại. Trái đầu tiên ngon hơn trái thứ hai, trái hơi cay hơi chua xíu. Trái này nữa đấy cả nhà ha, là 5 trái. Trái này đậm đà ngon hơn này cả nhà ơi. Ngon quá. Làm quả đó đi. Để vô ăn trưa nhà ơi, chưa có ăn gì hết trơn á. Để dành 2 tới 3 ngày cái dâu tây này mé ngoài cho nó chín dần. Xong rồi mình để mình làm sinh tố, sai sinh tố cho trai nó ăn. Với lại hai mẹ con mình để dành một mớ. Ăn với lại sữa đặc có đường cả nhà. Thêm quả đi. Ui, quả này này cũng ok nè cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Quả này rất là ngọt nè cả nhà ơi. Nước quá chừng nước luôn. Quả hồi nãy chua ha, quả này ngon. Trên cái cuốn nó hơi chua. Hồi nãy ta ở trên mình cắn ở giữa ngon, gần cái cuốn ta hơi chua xíu. Wow, ngon quá. Thôi bây giờ mình đi vô cất, đi ra hái thêm mớ cải kheo nữa cả nhà ơi. Cải kheo cả nhà. Đây quá chừng cải kheo luôn. Lá nào lá nấy rất là bự rồi nè. Đó. Hình như bắt đầu cằn rồi đó cả nhà. Để mình bón thêm phần bò vô đây với lại phần cá vô. Thấy bắt đầu hơi cằn rồi đó. Ồ, ăn 5-6 trái dâu tây no luôn. Mình thích nhất là ăn cải kheo này, để dành một mớ cải kheo này trong ngăn mát tủ lạnh ăn, nấu canh tôm ăn. Mình đang gieo thêm một mớ cải kheo này ở trong nhà nữa. Mình sẽ trồng cho mùa thu. Wow, lá bên đây bự chưa? Wow, bên đây bự, rất là bự luôn nè. Giòn á. Này gọi là curly kale. À, 2-3 cây luôn. Ôi dồi ôi, xong. Bứng luôn cái gốc rồi. Bà Nhung này bà hư ghê chưa? À, hay sao mà gần bứng gốc của anh ta lên luôn. À, mệt cải kheo với lại rổ dâu tây nữa là. Ngày hôm nay mình đi vô, mình sẽ ghép video chứ không quay nữa.
Ôi ôi cái cải này này. Quá chừng ngon luôn cả nhà ơi, cây này bự quá chừng. Nhưng mà bây giờ ha là chỉ có ăn lá thôi nha cả nhà. Chứ cái cọng của nó là không có ăn được. Cái cọng nó xay xay ra ép nước thì ok, chứ còn mà nếu mà ăn là nó cứng dữ lắm, không có ăn nổi. Cái này mà làm chip cả nhà, ngon lắm. Bác hàng xóm rất là thích cải keo, để mình lên mình tặng bác một mớ cải. Nhiều quá. Nhà mình đó bây giờ mùa hè thích ăn gì cứ chạy ra. Mà một mình mà ăn thì chừng một nắm chứ mấy cả nhà, đâu có ăn nhiều được đâu. Nên là toàn hái mang đi cho. Mà không hái thì nó già nha. Nên là ai mé đây là toàn năn nỉ mọi người ăn phụ không à. Ai mà ở gần Nhung Hà là thành rau xanh hết luôn cả nhà ơi. Trở thành à, con sâu xanh cùng với Nhung Hà luôn. Ôi ôi nhiều quá. Hôm nay là thu hoạch hết mỡ cải keo này luôn ha. Bao la. Bên đây mớ nè. Mình thích bẻ cái cải mà xoăn xoăn mấy bên kia nhất, nghe nó cộp cộp thích nhất. Wow, trời ơi, quá chừng cải keo luôn cả nhà ơi. Còn mấy cọng ở đây mình hái hết luôn. Nghe là trao dân keo. Non quá. Ăn như cải rổ vậy đó cả nhà, ngon. Rồi, được một mớ nữa. Rồi xong, đầy ắp cải keo nữa cả nhà ơi. Hoạch vậy thôi cả nhà ơi. Một mẹt cải keo và dâu tây. Ôi, vườn xanh thiệt là xanh luôn cả nhà ơi. Ít bữa nữa dưới đó là dưa leo à nhà, sẽ là nguyên một dãy xanh ở dưới đó cao cao nữa, tha hồ. Còn bây giờ quá chừng bên đây nè. Video của Nhung Hà tới đây đó ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nha cả nhà. Bye.